Hôm nay á, thì tiện thể là có đi qua Buôn Hồ á, thì Tuấn sẽ quay một số các cái bất động sản tại phường Đoàn Kết của Buôn Hồ để chia sẻ với mọi người. Thì cái bất động sản tiếp theo này á, giới thiệu với mọi người á, nó là đất sào tại Buôn Hồ anh chị ha. Rồi cái vị trí mà Tuấn đang đứng ở đây á, đây là đường Hồ Xuân Hương, là cái đường chạy dọc này này. Đó, thì nếu mà từ đây mình chạy thẳng cái cung đường này này, đâu đó khoảng 1 km nữa là mình sẽ về với đường tránh của Buôn Hồ, là trục kết nối quan trọng của Buôn Hồ mình. Rồi nếu mà từ đây mình chạy theo cái cung đường này á, khoảng 500 m thì mình sẽ đụng đường Hoàng Quốc Việt. Và từ cái đường Hoàng Quốc Việt đấy mình chạy khoảng hơn 3 cây, một đường Hoàng Quốc Việt đó thôi, là mình sẽ về với đường Hùng Vương, đường quốc lộ 14 ở ngay bên ngoài. Thì nói chung là đầy đủ các cái tiện ích ở bên ngoài. Và đất mà em sắp giới thiệu với mọi người á, là tuyến đường thuộc phường anh chị ha. Và đất sào thì cái tuyến cái bất động sản giới thiệu với mọi người á, nó cách cái ngã tư này khoảng là 50 m mà thôi, thì nó là ngay trong kia rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng vào chúng ta xem. Rồi và đây chính là cái bất động sản mà muốn giới thiệu với mọi người. Thì cái bất động sản này á, nó có hai bên luôn. Đấy, thứ nhất là cái miếng ở bên đây. Cái miếng ở bên đây á, thì nó có tới là ba cái mặt tiền đường. Mặt tiền đường thứ nhất ở đây, thứ hai ở đây, và nó có một cái mặt tiền đường ở đằng sau nữa. Đó. Và một cái miếng nữa ở bên phía bên này. Đó, cái miếng bên này á, thì nó sẽ tính từ cái ranh ở đây và chạy vào bên trong là khoảng 13 m. Và cái chiều dài chạy xuống như thế này á, là khoảng 70 m. Cái miếng này cũng thế anh chị ha. Nó chạy 70 m xuống dưới và nó tới cái cây chuối cao cao kia kìa. Đấy, trên cái miếng đất này á, thì trồng là phun về cà phê luôn. Rất là nhiều cà phê có sẵn luôn ở trên đất anh chị ha. Đó, tổng của cái miếng đất này á, hai cái miếng đất này luôn là 3,7 sào. Tuy nhiên là nếu mà theo em Tuấn thấy rằng á, là thực tế á, là nếu như mà điều chỉnh lại cái biến động á, nó phải lên tới khoảng 4,5 cho tới gần 5 sào luôn đó anh chị. Dọc cái trục này chạy dọc vào thì nó cũng khoảng là 70 m anh chị ha. Đây là một cái mặt tiền tiếp theo. Chúng ta thấy là cà phê rất là nhiều anh chị ha, trồng gần như là có sẵn ở trên đất hết rồi. Như thế này là mình có sẵn một cái nguồn thu ở trên đất nếu mà mình về và mình canh tác. Rồi đây là cái mặt nữa này anh chị ha. Đây là cái hầu như là đây cái mặt đường nữa, cái con đường nó sẽ bo như thế này luôn. Lúc nãy nghe anh chủ nói á, là cái nguồn thu dự kiến á, là từ 100 đến 120 triệu tiền cà phê đúng không Tuấn? Đúng rồi, lúc nãy thì Tuấn có trao đổi với anh chủ thì anh chủ có chia sẻ rằng là cái nguồn thu ở đây á, nó có thể lên tới là 100 đến 120 triệu. Và anh chị thấy rằng là cà phê như thế này đã có sẵn rồi, và mình kiếm một cái miếng đất sào ở phường và nó lại gần trục lớn, gần tất cả các cái kết nối như thế này á, thì là một trong những cái miếng nó rất là đẹp. Đấy. Đất ở đây có thổ cư cho em. Hiện nay cái miếng của mình ở đây là nó đã có sẵn cái thổ cư rồi anh chị ha. Có sẵn 400 mét vuông thổ cư. Đấy. Rất là tuyệt vời. Do gia chủ cần tiền nên là mới bán cái miếng đất này thôi. Nhưng mà nếu mà mình điều chỉnh lại cái biến động thì Tuấn nghĩ cái diện tích nó sẽ lớn hơn đấy, lớn hơn rất là nhiều. Và chủ sẽ bán cả hai cái mảnh mà lúc nãy Tuấn có chia sẻ với mọi người. Đó, thì đây là cái miếng đất sào. Và hiện nay thì Buôn Hồ đang đón đầu để mà lên được thành phố, cho nên là những cái miếng đất sào như thế này mọi người mua để mà đón đầu trước, đầu tư rất là tốt. Mình đi chạy thử cái cạnh này ha. Thì cái cạnh này á, là 70 m này. Đó, và cái chiều ngang của cái lộ dưới của cái con đường này á, là trong cái quy hoạch nó sẽ mở rộng ra là khoảng 20 m luôn đó anh chị. Tức là chúng ta sau này sẽ có một cái chiều dài là 70 m bám cái lộ dưới con đường á, là 20 m, khoảng 20 m. Thì đây là một cái con đường sau này trong quy hoạch nó cũng rất là lớn. Ta đang đi dọc theo một cái cạnh khác. Rất là nhiều cà phê. Đó. Đấy, anh chị thích cái miếng đất này, nãy giờ xem mà thích cái miếng đất này á, thì cứ gọi cho Tuấn hoặc là nhắn cho bên Tuấn. Bên Tuấn sẽ dẫn anh chị tới coi thực tế. Và tiện trong cái lúc mà mình đi xem đó, thì em sẽ dẫn anh chị đi một vài những cái miếng đất như thế này để mà mình lựa chọn. Đấy, hai bên luôn là đang là phun về cà phê, có sẵn cái nguồn thu ở trên đất rồi, và có sẵn cái thổ cư. Đấy, mình có thể là rất là nhiều những cái lựa chọn cho cái sản phẩm này. Rồi tới đây chính là cái danh đất của... Rồi cảm ơn anh chị ha. Nếu mà mình quan tâm những cái miếng đất này, và mình quan tâm những cái miếng đất sào tại khu vực Buôn Hồ, phường Đoàn Kết hay các phường khác á, thì gọi cho bên em. Bên em sẽ gửi sổ và dẫn anh chị mình đi tham quan. Cảm ơn anh chị và các bạn.